cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Đến hết tháng 10 năm 2024, Chi cục Hải quan Hưng Yên đã hoàn thành thu thuế xuất nhập khẩu trước 2 tháng so với dự toán các cấp giao. Đến nay, Chi cục đã thu nộp ngân sách nhà nước được trên 3.600 tỷ đồng, chủ yếu là thuế giá trị gia tăng. Hải quan Hưng Yên đã thực hiện 280.000 tờ khai, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch làm thủ tục đạt gần 10,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 20%. Hiện tại, số lượng doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hàng gia công, sản xuất, xuất khẩu, chế xuất tại Chi cục là 390 doanh nghiệp. Chi cục đã hỗ trợ tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong giai đoạn khó khăn để phục hồi, phát triển, đẩy mạnh hướng dẫn nộp thuế điện tử thông qua cổng thanh toán điện tử hải quan, đáp ứng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, trong đó có nội dung quan trọng liên quan đến ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng. Nhiều đại biểu đề xuất cần quy định rõ ràng trong luật mức ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng nhằm xác lập căn cứ pháp lý và đảm bảo tuân thủ quy định của hiến pháp. Một số ý kiến cho rằng ngưỡng doanh thu nên được quy định trong luật và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ điều chỉnh cụ thể để đảm bảo tính linh hoạt. Một số ý kiến khác đề nghị giữ như dự thảo luật đã trình tại kỳ họp thứ 7, tức là giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu không chịu thuế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý rằng việc quy định ngưỡng doanh thu hàng năm thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng là cần thiết và cần được quy định trong luật để đảm bảo tính pháp lý rõ ràng và bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh lý và quy định tại khoản 25, điều 5 dự thảo luật nội dung hàng hóa dịch vụ của hộ cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 200 triệu đồng trở xuống sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ, đồng thời đảm bảo tính công bằng và hỗ trợ phát triển kinh tế. Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực hoặc thời điểm điều chỉnh gần nhất, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức doanh thu này phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ. Về thuế suất, đối với sản phẩm có nội dung thông tin số xuất khẩu, một số ý kiến đề nghị áp dụng thuế suất 0% đối với các sản phẩm này để khuyến khích sự phát triển của ngành dịch vụ kỹ thuật số. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến lo ngại về khả năng quản lý và xác minh địa điểm tiêu dùng ở nước ngoài. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc không áp dụng thuế suất 0% sẽ làm giảm mức cạnh tranh của Việt Nam trong lĩnh vực này và đề nghị tiếp tục áp dụng thuế suất 0% khi xuất khẩu như quy định hiện hành. Các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thông tin số sẽ phải cung cấp tài liệu, bằng chứng về việc các sản phẩm này đã được tiêu thụ tại nước ngoài theo hướng dẫn của luật. Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước, dự thảo sửa đổi luật thuế giá trị gia tăng đang trình Quốc hội có đề xuất đánh thuế hàng hóa nhập khẩu giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, việc không thu thuế VAT đối với hàng hóa nhỏ lẻ nhập khẩu dưới giá trị 1 triệu đồng đang được thực hiện theo cam kết quốc tế tại Công ước Kyoto năm 1973 và được cụ thể hóa tại Quyết định 78 năm 2010. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy các quốc gia khác đã bỏ thực hiện công ước này nhằm giảm thất thu thuế vì thương mại điện tử. Vì vậy, về phía Việt Nam, Chính phủ đã quyết định bãi bỏ Quyết định 78-2010 và đưa vào quy định tại dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi rằng hàng hóa nhỏ phải nộp thuế. Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng xé lẻ đơn hàng dưới 1 triệu đồng để né thuế, gây thất thu ngân sách và cạnh tranh không lành mạnh. Phó Thủ tướng nói. Phó Thủ tướng nhận định, việc sàn thương mại điện tử Temu đang nổi đình nổi đám khi giao dịch hàng hóa với giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng là đang tận dụng Quyết định 78-2010 của Việt Nam để bán hàng giá rẻ vào thị trường. Phát biểu trước Quốc hội về vấn đề này, đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Đoàn Nghệ An đồng ý với việc không quy định miễn thuế với hàng hóa nhập khẩu qua các sàn thương mại điện tử có giá trị nhỏ. Ông Hiếu phân tích, với sự phát triển của thương mại điện tử, hàng hóa có giá trị nhập khẩu nhỏ có khối lượng ngày càng lớn, việc miễn thuế đối với hàng hóa giá trị nhỏ sẽ khiến ngân sách thất thu lớn. Bên cạnh đó, tình trạng nước ngoài lợi dụng chính sách pháp luật Việt Nam để né thuế, hưởng ưu đãi cũng gây thất thu và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ trong nước tuân thủ pháp luật. Theo báo cáo về thương mại điện tử 9 tháng đầu năm 2024 của nền tảng số liệu thương mại điện tử Matrix,
các sản phẩm dưới 200.000 đồng đang chiếm hơn một nửa doanh số toàn thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam. Người Việt chi 1 tỷ đô la Mỹ mua hàng online mỗi tháng. Với hiệu lực của quyết định 78/2010, Việt Nam đang thất thu thuế đối với một lượng lớn hàng hóa nhập khẩu trên các nền tảng thương mại điện tử. Mới đây nhất, sàn thương mại điện tử Temu của Trung Quốc đã đại náo thị trường Việt khi rầm rộ giao bán hàng hóa giá rẻ. Các chuyên gia nhận định những sản phẩm bán lẻ trên Temu rẻ chủ yếu là do có giá dưới 1 triệu đồng và được Việt Nam miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng qua đường chuyển phát nhanh. Do đó, các nhà bán lẻ có thể xé lẻ các đơn hàng có giá trị lớn hoặc ghi giá thấp hơn giá thực tế để tránh phải đóng thuế. Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất có chính sách thuế nhằm hạn chế đầu cơ mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời. Nghiên cứu có cơ chế chính sách đánh thuế với nhà đất thứ hai, đánh thuế đối với nhà đất bỏ hoang. Kiến nghị được Bộ Xây dựng đưa ra tại báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 3 năm 2024 vừa công bố. Hồi tháng 9, trong công văn gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình giá bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất chính sách đánh thuế với trường hợp sở hữu sử dụng nhiều nhà, đất nhằm hạn chế đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời. Đề xuất của Bộ Xây dựng được đưa ra trong bối cảnh giá bất động sản, nhà ở liên tục tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết, Bộ hoàn toàn đồng tình với đề xuất đánh thuế người có nhiều bất động sản để tránh đầu cơ, đảm bảo thị trường phát triển minh bạch, ổn định. Đánh giá về việc áp dụng thuế bất động sản này, bà Cao Thị Thanh Hương, quản lý cấp cao bộ phận nghiên cứu Savins cho biết, thuế bất động sản là công cụ tài chính thường xuyên được thảo luận trong khung pháp lý của các nước trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Bà dẫn ra trường hợp một hộ gia đình thu nhập trung bình, dù có thể tiết kiệm tối đa 40% thu nhập mỗi tháng, cũng cần hơn 30 năm để mua một căn nhà, với điều kiện giá nhà không tiếp tục tăng. Giá nhà tăng liên tiếp sẽ làm nghiêm trọng tình trạng bất bình đẳng xã hội, tiềm ẩn mầm mống bất ổn an sinh về lâu dài, bà Hương nhìn nhận. Theo bà Hương, các chủ sở hữu bất động sản ở Việt Nam hiện nay không phải chi trả thuế tài sản, trong khi khung thuế, phí chuyển nhượng cũng thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Chuyên gia cho rằng, việc cân nhắc áp dụng các biện pháp bình ổn, điều tiết thị trường như đánh thuế bất động sản thứ hai sẽ là giải pháp hạ nhiệt giá thành. So với các sắc thuế chủ lực khác như thuế doanh nghiệp, thuế bất động sản không cần cạnh tranh hay bị giới hạn bởi các hiệp định quốc tế, đánh thuế bất động sản có làm tăng giá nhà. Chia sẻ tại cuộc họp báo về thị trường quý 3 mới đây, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà ở và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng không đồng tình với ý kiến cho rằng việc đánh thuế có thể khiến giá nhà đất tăng. Theo ông, nguồn cung khan hiếm chỉ là một trong các nguyên nhân làm tăng giá bất động sản tại một số khu vực thời gian qua. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết còn có nguyên nhân từ việc đầu cơ và tâm lý thị trường. Đầu cơ có thể làm giá nhà tăng cao phi thực tế, đặc biệt khi kết hợp cùng với tâm lý mua nhà để chờ tăng giá. Đây là nguyên nhân khiến giá nhà tại Hà Nội bị đẩy lên cao thời gian qua, Thứ trưởng nhấn mạnh. Trong bối cảnh đó, giải pháp đánh thuế bất động sản, theo ông Dũng, giúp hạn chế hoạt động đầu cơ, thổi giá, tạo giá ảo. Chính sách này sẽ áp dụng với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà đất. Ông Dũng cho biết, sắc thuế bất động sản cũng được nhiều bộ ngành đồng tình. Tuy nhiên, theo vị phó cục trưởng, cũng cần đánh giá toàn diện tác động của chính sách này đến các đối tượng bị ảnh hưởng từ doanh nghiệp, người dân, bên bán, bên mua, tránh tác động tiêu cực đến thị trường chung, ảnh hưởng đến giao dịch của người dân, doanh nghiệp. Theo bà Cao Thị Thanh Hương, để thực hiện áp thuế tài sản, chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công cụ tính thuế, đặc biệt là minh bạch và số hóa toàn bộ dữ liệu bất động sản, dân cư trở thành rào cản lớn nhất, cần nguồn tài chính lớn, sự quyết liệt tới cùng và công tác phối hợp lâu dài của các bộ ngành. Ngoài ra, xác định mức đánh thuế bao nhiêu cho hợp lý cũng là bài toán khó, làm sao vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, vừa không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành bất động sản, vốn có mối liên kết chặt chẽ với nhiều ngành kinh tế khác.